Vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục là buổi tối hôm nay em lại tiếp tục dọn kho tiếp nhé. Nên cho các bác ba cái con máy sinh tố nhé. Đó, nục nọi mãi. Bởi vì chiều nay có mấy bác đang hỏi em là còn cái máy xay sinh tố nào không. Đấy, thì dọn trong mấy cái thùng còn sót lại. Đây, còn sót lại ba con này nhé. Đó, đây là một con là Juicy Mixer đó. À, còn một con là My Mixer này, và một con là Matau Đen đó. Hàng nội địa của Nhật và này đấy. Bên Nhật người ta dùng nhá. Và điện 100V nhá. Đấy, đây con này bị sứt rồi. Đó. Đấy. Đấy. Thế nhá, đấy để em sẽ thử hết nhá. Đấy, còn về ngoại hình con này về ngoại hình con này thì khá là đẹp luôn nhá. Đó. Đó. Ngoại hình con này khá là đẹp, cốc kiệt các thứ đẹp hết nhá. Đó. Còn con này nè, con này dây dợ là nhìn vẫn còn đẹp này. Đó. Ok nhá, con này nhìn còn đẹp luôn nhá. Bình thường những con này quý vị biết rồi đấy, nhà em bán thì toàn 350 một máy thôi. Đó, 350 một máy thôi nhá. Đó. Tuy nhiên là hôm nay em sẽ xả luôn nhé. Hôm nay em sẽ xả luôn. Nếu mà tính ra là ba con này sẽ khoảng tầm 1 triệu nhé. Nhưng mà hôm nay em xả luôn là ba con này cho quý vị. Ba con này cho quý vị là còn bao nhiêu? 450 thôi nhé. 450 đó. Em định bán 700 thôi, nhưng mà định bán 700 tức là bán hai máy tặng một cái máy này đó. Nhưng mà hôm nay em bán 450 nhá. 450 cho quý vị luôn. Sợ chưa? Đó. Với cái giá 450 này quý vị chỉ mua được một cái con này thôi nhá. Đấy, thì hôm nay em bán ba con này. Đấy, bán thu mù về cho quý vị tự làm gì nào. Đó. Đấy. Mà thôi, em cắm thử cho quý vị luôn nên xem là có con nào nó lên điện không nhá. Đấy. Đây, đấy, cho nó ấy. Đấy. Ok. Đó, một con chạy này. Tiếp đến này, em sẽ quay con thứ hai nhá. Đây, quay con thứ hai lên này. Đấy. Đấy, ua, chạy quá khỏe luôn quý vị ạ. Ồ, chạy này. Đó. Tiếp đến nhá, con thứ ba này, không đâu rẻ hơn, rẻ nhất thế giới luôn. Ui, sứt cũng chạy luôn. Đó. Ok. Tuy nhiên em không báo chạy đâu nhá. Đấy, về cho quý vị tự làm gì nào. Đấy, nói chung là nó cũng về chắc nó cũng chạy hết thôi. Đó. Ok. Ba con này là ba con to nhá. Hôm qua em bán là coi như là năm con nhỏ xíu. Đó, là 400-500 nghìn. Đấy. Còn con này ba con to khu đại. Đó, to khu đại luôn. Thì em bán cho quý vị còn 450 nhá. Đó. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. 450.000 cho ba cái này nha quý vị nhé. Đấy. Ok. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Em thanh lý dọn kho. Đấy. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Ba cái tương đương như em bán một cái thôi. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.